Hài nhi sắp sinh ra là ai? Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ tư mùa vọng năm C. Những ngày sắp sinh con, người mẹ nào cũng tự hỏi, con mình sẽ ra sao? Con mình sẽ thế nào? Đó là câu hỏi của cha mẹ trước khi con chào đời. Còn chúng ta, những người đang sống mùa vọng trong đời đấng phải đến thế gian, câu hỏi được đặt ra sẽ là hài nhi sắp sinh ra cho chúng ta là ai? Thực vậy, câu hỏi này không mới mẻ, vì dân Do Thái suốt mùa vọng trong đời đấng thiên sai rất lâu dài của lịch sử, họ cũng có cùng câu hỏi này. Và họ đã được các ngôn sứ, đặc biệt ngôn sứ Isaiah, Jeremiah, Ezekiel và Micha trả lời. Đấng sắp đến xuất thân từ Bethlehem, Ngài là mục tử chăn dắt Israel, như sấm ngôn của ngôn sứ Micha. Phần ngươi hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Juda, từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa Thiên Chúa của người mà đứng lên chăn dắt họ, họ sẽ được an cư lạc nghiệp. Và hình ảnh mục tử được các ngôn sứ loan báo trong Cựu Ước đã được thực hiện nơi Đức Giêsu, như tin mừng Gioan đã ghi lại với lời xác quyến của chính Ngài. Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên, được Thánh Phaolô quảng diễn trong thư gửi giáo đoàn Do Thái. Trong thư mục vụ này, Thánh Nhân cho chúng ta thấy Đức Giêsu không là mục tử đến để thống trị, đến để được đoàn chiên phục dịch, để gây phiền toái khổ sở bất hạnh cho đoàn chiên thấp cổ bé miệng, nhưng đến như người tôi tớ, tự hạ thẳm sâu và tuyệt đối vâng phục thánh ý Chúa Cha, đấng đã sai Ngài đến để yêu thương phục vụ đoàn chiên như mục tử nhân lành, mục tử như lòng Chúa mong ước. Mục tử như lòng Chúa mong ước ấy đã không làm gì khác ngoài thực thi ý muốn của Chúa Cha và suốt đời hằng tâm niệm, này con đây, con đến để thực thi ý Cha. Cũng Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Philippe đã diễn tả sự vâng phục thánh ý Chúa Cha của Đức Giêsu mục tử. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì tự hạ làm người bé nhỏ dưới những anh em nhỏ bé hèn mọn, mà mục tử như lòng Chúa mong ước mới mang lấy mùi chiên, nghĩa là mới gần đoàn chiên để chăn dắt và mang lại cho từng con chiên niềm vui được yêu thương, âu yếm cưng chiều và hạnh phúc được chở che, chữa lành, cứu sống. Cảnh tượng Đức Maria đi thăm người chị họ Elizabeth sắp đến ngày sinh, ở đó vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng em được chúc phúc hơn mọi người nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Đã nói lên sứ vụ mục tử nhân lành của Đức Giêsu là đến với đoàn chiên, đi tìm con chiên để ban niềm vui của Thánh Thần. Thực vậy, ngay sau khi nhập thể trong lòng Đức Maria, Đức Giêsu đã thực thi sứ vụ mục tử nhân lành của mình bằng theo mẹ đến với gia đình ông bà Zacharia Elizabeth đang mong đợi Gioan chào đời, để đem hạnh phúc cho gia đình như mục tử nhân lành mang đến cho đoàn chiên niềm vui được yêu thương chăm sóc, niềm vui được ăn uống no nê, niềm vui được bảo đảm an toàn, niềm vui được sống và sống dồi dào. Như thế, hài nhi chúng ta trông đợi và ráo riết chuẩn bị con đường tâm hồn để xứng đáng đón Ngài chính là mục tử nhân lành, đấng Chúa Cha sai đến để chăn dắt. Mục tử nhân lành sẽ lấy chính thân mình bảo vệ đoàn chiên, không để con chiên nào trở thành mồi ngon cho thú dữ, hay lọt vào cạm bẫy của trộm cướp, rơi vào tham vọng đê hèn của bọn chăn thuê.
một tử nhân lành sẽ lấy chính máu mình rửa sạch vết thương nặng mùi của chiên và làm cho chiên nên tươi tắn trong sạch. Một tử nhân lành sẽ dẫn đoàn chiên đến đồng cỏ xanh tươi, dòng nước mát để chiên được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Và dù có phải đi qua thung lũng âm u, ở vào hoàn cảnh ngặt nghèo bế tắc, chiên cũng chẳng sợ hãi gì, vì có lòng nhân hậu và tình thương của một tử nhân lành ấp ủ suốt cả cuộc đời. Quả thực, hơn lúc nào hết, mùa vọng là thời điểm chúng ta cần đặt cho mình câu hỏi: hài nhi sắp sinh ra là ai? Đức Giêsu là ai? Bởi chỉ khi nào xác tín câu trả lời, Đức Giêsu là một tử nhân lành, đã hiến mạng sống cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào, mà từ bao đời, những người đi theo Ngài đã khẳng định và chọn làm lẽ sống, chúng ta mới cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc thuộc về đoàn chiên của Ngài. Đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Hãy thắp lên sáng với bao việc lành, chờ ngày về nơi phùng vinh thiên đàng. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sang, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Hãy sống xứng đáng với Cha trên trời, ngày dài trần gian tránh xa tội đời. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ Chúa sẽ đến. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Hãy thắp lên sáng với bao việc lành, chờ ngày về nơi phùng vinh thiên đàng. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Hãy sống xứng đáng với Cha trên trời, ngày dài trần gian tránh xa tội đời. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Vì lúc ta không